Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, trường sư quan lục quân 2 đóng chân trên địa bàn thành phố Biên Hòa đã tổ chức ra quân huấn luyện đầu xuân 2024. Bám sát phương châm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với công tác giáo dục đào tạo trong quân đội, chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Nhà trường đã tích cực đổi mới chương trình nội dung huấn luyện, chú trọng giáo dục rèn luyện bản lĩnh chính trị, kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành, giữ nội dung đào tạo với yêu cầu thực tế của đơn vị. Đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra công tác huấn luyện của các khoa giáo viên đơn vị. Qua kiểm tra nhận thấy các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mô hình, đồ dùng vật chất, tài liệu huấn luyện, công tác cổ động thao trường được tiến hành có hiệu quả, đội ngũ giảng viên nắm chắc nội dung huấn luyện, phương pháp huấn luyện khoa học phù hợp. Các học viên tích cực chủ động tiếp thu hiệu quả kiến thức. Những kết quả quan trọng của ngày đầu ra quân huấn luyện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.